Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị rất nhiều những cái tác phẩm của tác giả Tuấn Vũ. Thưa quý vị, và rất nhiều quý vị cũng đã gửi những cái phản hồi đánh giá là những cái câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ có một nội dung rất là đặc sắc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục với ngòi bút của tác giả Tuấn Vũ, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe một tác phẩm mới của anh có tựa đề là Chuyện Người Tử Tù. Là một câu chuyện khai thác một cái khía cạnh rất là hay, mà theo khi mà tôi đã thu xong thì tôi thấy là đây là một cái câu chuyện có nội dung cũng rất là đặc biệt và có thể là mang đi cho quý vị những cái giờ phút nghe chuyện chắc chắn là thú vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Một ngày cuối tháng 10, trời cuối thu se lạnh, trên chiếc xe côn tay già nua cũ kỹ đang oằn mình để chở một đôi trai gái trẻ tuổi. Người con gái ngồi phía sau liên tục đưa mắt nhìn khung cảnh hoang vu, vắng lặng dọc đường. Tay cô ôm khư khư một chiếc túi vải nâu sòng cũ kỹ. Bên trong là một vật hình tròn đang nhảy lên nhảy xuống qua từng chỗ ổ gà ổ voi rằn sóc. Gã đàn ông ngồi trước đang tập trung lái xe, nhưng sau kính mũ bảo hiểm là một ánh mắt nặng trĩu ưu tư. Môi của gã tím chặt lại, hai hàm răng như thể đang nghiến vào nhau. Đưa cánh tay để trần, một làn da trắng toát vì ở trong nhà quá lâu. Bàn tay đó ghì chặt vào ghi đông, ngón tay lúc nào cũng sẵn sàng bóp phanh, vặn ga để vượt lên những đoạn đường khó đi nhiều sỏi đá. Trên bình xăng xe máy đặt một chiếc ba lô đen còn khá mới, nhưng thuộc loại nhỏ chứ không như những mẫu ba lô đi rừng thường thấy. Đôi trai gái đó không ai khác là tôi và cô phóng viên của tờ Bưu điện Quốc gia, Lê Vũ Lan Phương. Trời mùa thu mát mẻ nhưng cũng không làm vơi bớt sự căng thẳng khi phải lái xe trên con đường rằn sóc. Một bên là núi đá treo leo, còn một bên là khu vực sâu tít tắp. Con đường nhỏ chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau này đã ghi dấu hàng trăm vụ tai nạn thương tâm. Chỉ vì bất cần hoặc là người lái xe không làm chủ được tốc độ mà húc phải sườn núi hoặc là lao mình xuống vực. Đã nhiều lần lui tới đoạn đường này cho nên tôi phải hết sức cảnh giác, cứ chốc chốc lại ấn nút bóp còi mỗi lần sắp đến một góc cua tay áo. Phương ngồi sau cũng ái ngại nhìn tôi, một tay của cô ôm khư khư chiếc túi nâu đựng vài thứ đồ cần thiết, tay còn lại siết chặt vào thân xe để không bị bắn lên mỗi khi cô bồ giả nua của tôi băng qua một quãng ổ gà nhấp nhô. Sốt ruột vì đoạn đường quá dài, Phương liền lên tiếng hỏi: "Sắp tới nơi chưa anh? Đường xấu thật quá." Tôi ngồi trước tay lái, ánh mắt không rời khỏi lộ trình, chỉ khẽ nghiêng đầu về phía sau rồi trả lời ngắn gọn: "Chừng 4 cây số nữa thôi chị ạ, sắp đến rồi." Đoạn đường tiếp theo phải men theo một con đường tỉnh lộ số 890 ngoằn ngoèo, tít tắp thưa dấu chân người, rồi băng qua một cây cầu gỗ hẹp. Bắc treo leo có một con suối cạn trơ sỏi đá. Sau đó lại phải vượt lên một đoạn đường dốc đứng để tìm đến một địa danh đã bị lãng quên hoặc người đời không còn muốn nhớ. Ngày hôm ấy chúng tôi cùng nhau đến một nghĩa trang đặc biệt, có lẽ cả năm chỉ có vài người lui tới. Đó là một nghĩa địa thuộc tiểu khu Yên Tráng, thuộc địa phận của một tỉnh giáp danh biên giới Việt-Lào. Đó là một vùng đất mà bất cứ ai cũng không màng nhớ tới, một địa danh đã khuất trong bóng núi rừng, chìm sâu trong những lùm cây cỏ xanh tốt. Nghĩ chẳng đó là nơi chôn thây của những tử tù. Từ đầu năm 2012, trường bắn Yên Tráng ở tỉnh lỵ này cũng đã như bao trường bắn khác trên cả nước đã ngừng hoạt động, bởi những tử tù sẽ không bị dựa cột như ngày xưa mà thay vào đó sẽ bị tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Và người bạn của tôi là một trong những kẻ cuối cùng chịu thi hành án tử bằng phương pháp xử bắn. Gã là một người bạn từng chơi rất thân với tôi trong văn giới. Nói chính xác thì đó là người dẫn dắt tôi vào nghề viết lách. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng gã đã chắp bút hàng chục cuốn sách bộ truyện mang sắc thái kinh dị và lạ lùng. Với lối viết cực kỳ chân thật, gã đã chiếm được sự ưu ái của rất nhiều nhà sản xuất cũng như những độc giả đã dành thời gian để theo dõi. Vì một lý do đặc biệt riêng tư và cũng không muốn khơi lại nỗi đau của gia đình kẻ tử tù năm ấy, cho nên tôi sẽ đổi tên nhân vật chính của câu chuyện. Nếu có lẫn với danh xưng hay là biệt hiệu của bất cứ thính giả nào
thì đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mong quý vị đừng xét đoán mà phải tội cho giấy mực. Tôi xin phép được gọi hắn là Tống Văn Liêu. Tôi và gã quen nhau trong một buổi họp báo ra mắt tác phẩm. Khi ấy Liêu đã có chút tiếng tăm trong văn giới, được rất nhiều người săn đón và chào mừng. Thế nhưng mà không rõ vì sao, Liêu lại không gắn bó với bất cứ một nhà sản xuất nào. Dù cho họ có ra giá đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn cứ như một con ngựa đi hoang, không ai có khả năng thuần hóa. Một số người nhìn dặn rằng đó là một sự khinh bạc chê tiền của tay thợ viết trẻ, còn nóng máu chơi ngông. Nhưng những ai biết đến Liêu lâu nay thì xua tay phản đối. Hắn không làm việc được ở một môi trường khác. Hắn đã thử một vài bận, nhưng mà hễ cứ ở trong văn phòng quá lâu, hắn lại như một người phát cuồng, mắt trợn trừng lên, tay đấm loạn xạ vào đầu. Nhà sản xuất thấy như vậy đành phải để hắn về nghỉ ngơi rồi làm việc tại nhà. Từ đó hắn loang quang viết bài cho 4 năm bên ekip liền một lúc. Những tác phẩm của Liêu thiên về lối viết kinh dị thuần túy, không pha trộn những yếu tố điều tra trinh thám như tôi, nhưng lại không hề đề cập đến thầy bùa và thầy pháp. Chính Liêu là người mở đường cho tôi thâm nhập vào văn giới, và chính tôi là kẻ duy nhất đến chào từ giã trước ngày Liêu ra pháp trường để xử bắn. Dòng ký ức của tôi bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói của Phương bên cạnh. Có đây phải không anh? Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi, em đau hết cả lưng. Tôi vừa hạ chân chống xe thì Phương đang nhảy xuống như một con sóc, rồi vặn hồng xoay tới xoay lui cho đỡ mỏi. Thế nhưng vừa nhìn tôi, cô đã hoảng hốt và kêu lên. Thế thôi chết, sao mặt của anh lại tái nhợt thế kia? Hay là đi xe nhanh cho đây là trúng gió? Tôi khẽ xua tay và lắc đầu, nuốt nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng. Tôi ấp úng bảo. Thì không có sao cả, chị cứ yên tâm, đang nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi. Phương nghe xong thì vững dạ quay đi, nhưng cô không quên bình phẩm một câu, xen lẫn cả tiếng cười khúc khích, khiến cho tôi ngượng ngùng cả đỏ mặt. Đàn ông gì mà nhớ người yêu cũ thôi mà cũng thất thần thất sắc như vậy. Chúng tôi đến nghĩa trang yên tráng khi trời đã về chiều. Mùa thu bắt đầu rơi lất phất quyện với những cơn gió heo may, thổi vi vút trên những mảnh đồi còn chưa trọi, rộng chỉ khoảng hơn một sào Bắc Bộ. Con đường đất tiến sâu vào trong nghĩa địa nhỏ hẹp, gồ ghề, xen lẫn những ổ gà là những vũng nước đậm, đã nổi lên như những váng mỡ, vì thịt người tan ra ở dưới đất. Nơi đây từng là nỗi khiếp sợ tột cùng, cũng là chỗ chôn thây của hàng trăm tử tù. Nghĩa trang nằm lọt thỏm giữa đỉnh của một quả đồi con, cách biệt đến hàng cây số với những nhà dân trong khu vực. Ấy vậy mà trước đây, người ta vẫn nghe thấy tiếng đạn kêu lên chát chúa vào những buổi sáng cuối năm. Mỗi lần người từ tù bị lôi ra pháp trường xử bắn, trên nền nghĩa địa thỉnh thoảng lại xuất hiện những miếng hố sâu hoắm, nước đen sì nổi đầy váng mỡ. Đó là vết tích của những bộ hài cốt từ tù đã được thân nhân đến cải táng đưa về quê cũ. Chen chúc xung quanh là những ngôi mộ của những đối tượng mà khi còn sống họ từng là những tội phạm khét tiếng. Những kẻ nghe đến tên thôi cũng đã khiến cho người khác phải bàng hoàng. Nay nằm lại tại nơi này, vì không có ai thăm nom và tưởng nhớ. Một trong số họ đó là Liêu. Hắn đã ở đây đã là sang năm thứ ba, trong một khu đất thánh tiêu điều và hiu quạnh. Đang bước thấp bước cao trên con đường đất dính mưa, lấm lem và lầy lội, thì một giọng nói từ đâu vọng đến, gọi giật cả hai chúng tôi quay lại. Này, anh chị kia, mưa gió thế này còn đi đâu vậy hả? Nghe âm thanh khàn khàn, khèn khẹt như là người yếu phổi kinh niên, tôi đã nhận ra ngay đó là ông Phúc Quản Trang. Ông cụ năm nay đã phải ngoài 70 tuổi. Nghe nói trước đây cũng là một người tù, nhưng mà đến khi mãn hạn thì gia đình đã tử mật, vợ con bỏ đi biệt tích không tìm được cả. Ông đau khổ xin quay lại trại giam làm một chân lao công để quét dọn. Nhưng cán bộ khi ấy biết hoàn cảnh của ông cho nên cũng thương tình và chấp nhận. Mấy năm sau thì người Quản Trang cũ mất, ông lại tình nguyện ra đây để chăm lo cho khu đất thánh, ăn ngủ cùng với người chết. Ngoài những đồng lương hàng tháng ông được nhà nước chi trả, thi thoảng ông già còn nhận được làm việc cải táng bốc mộ cho những người thân nhân của tử tù mỗi khi họ có lời nhờ vả. Ông chỉ nhận làm thôi chứ không đòi công. Người ta trả ông bao nhiêu thì ông nhận ngần ấy. Bởi vì có những gia đình tử tù rất khốn khó, thậm chí có những nhà còn từ chỗ heo hút hơn lặn lội tới tận đây để mang hài cốt của người chết về ma chay và cúng kiếng. Mâm cơm cho vong linh còn chẳng có thì nỡ lòng nào mà ông đòi hỏi. Vì vậy mà nhiều trường hợp ông chỉ đứng ra làm phúc.
Nhưng nhà khá giả trả tiền cho ông thì ông giữ một phần nhỏ để lo cơm áo, phần lớn thì mua hoa quả nhang đèn để dành cho những người tử tù còn nằm lại nơi này. Coi như đó cũng là cái nghiệp mà ông phải trả cho đời vì những năm tháng trước đây lầm lỡ. Ông quản trang tiến lại phía của chúng tôi, đôi mắt già nua đắt đeo lên cặp kính lão mới nhìn rõ được. Trông thấy tôi, ông tươi cười nét mặt rồi liền nói lớn: "Ô thằng cháu, cái mà bố mày sao không gọi cho tao trước, vác cái xác lên đây không để cho tao chuẩn bị cơm, muộn quá rồi, mày còn dẫn cả người yêu lên đấy sao? Thằng hấp này sao mày dẫn nó lên đây, âm khí nhiều lắm con ạ. Thôi vào trong nhà ngồi đi." Ông lão tội nghiệp lâu lắm rồi mới có người đến chơi, thành ra cứ liến thoáng không để chúng tôi chào hỏi. Nói dứt lời, ông đã túm lấy vải nâu ở trên tay của Phương rồi lật đật đi vào trong nhà. Chúng tôi cũng tủm tỉm cười, đưa mắt ngại ngùng nhìn nhau vì ông già ngỡ hai đứa là một cặp. Thế rồi cả hai chúng tôi theo chân cái bóng còi cõm già nua của ông khuất dần vào làn sương trắng, đồn lên tứ phía từ những ngôi mả ở trong nghĩa địa. Căn nhà của ông lão nằm đối diện với cổng của khu đất thánh. Nó cũng hệt như những nấm mộ ở nơi đây, tiêu điều và trơ trọi. Chỉ khác một điều là còn có hơi ấm từ người sống. Bước vào bên trong, tôi bỏ ba lô xuống bàn rồi lấy ra một chai rượu đế, cười cười mà bảo với ông già: "Cháu biết là đến bất ngờ bác không có kịp chuẩn bị, cho nên là cháu đã mua sẵn chai rượu với ít mực khô ở đây. Bác cháu tân nướng lên rồi nhậu xong thôi nhỉ. Điện thoại cháu bị hỏng rồi nên là không có lưu số của bác. Sau này thế nào rồi bác Phúc?" "Ui dào ơi, tao vẫn bình thường mà cha cái thằng hậu đậu. Sao không mua cái điện thoại như tao, lăn lộn quang quật khắp nơi có sao đâu." Vừa nói ông vừa giơ cái cục gạch Nokia từ thời Napoleon đã đóng bỉm lên khoe. Không đợi cho tôi giới thiệu, ông đã nhanh mồm mà liến thoáng: "Người yêu xinh phết đấy chứ. Cháu gái tha tội cho cái già này, cả năm chẳng có ai đến thăm. Vợ con thì nó từ mặt cái già này lâu rồi, cho nên là tao thèm người lắm. Cứ thấy ai đến là nói suốt không có ngừng được đâu." Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, dù ông Phúc cứ nửa đùa nửa thật mà trêu, nhưng chúng tôi đều biết ông cố làm sao vui vẻ như vậy. Chứ nhìn ông đã cười như là đang mếu và đôi mắt giả nua cũng ẩn ẩn nước. Đó là cái cười chua xót lắm, khi mà người vợ và đứa con đã không còn ngó ngàng gì đến ông. Bỏ mặc ông ở chốn này để sống như người đã chết. Già rồi ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình bên những gò mà lạnh. Thi thoảng mới có người đến chơi, cho nên thành ra lão mới cư xử như vậy. Ông Phúc quay lại để giấu đi những cái giọt lệ đã vô ý rơi trên gò má. Ông chạy vào gian trong bê một cái mâm và vài cái bát, liếc mắt lấy khăn sạch lau cho hết. Rồi ông lại máng nó lên dây phơi, vuốt cho bốn góc ngay ngắn rồi mới quay lại nói: "Kỷ luật trại giam đấy, ta bóc trục cần quyền lịch rồi, học được mấy cái nghề thủ công mỹ nghệ, nhưng mà cũng học luôn được cái nết vệ sinh ở trong đấy. Quản giáo nhiều người nghiêm lắm, mình phơi cái khăn không phẳng người ta gọi mình ra một góc rồi nhắc nhở. Nhưng mà mãn hạn rồi mới biết là cán bộ nói để cho cái thân của mình nên người mà thôi. Thi thoảng thì ông quản giáo cũ của tao vẫn đi xe máy lên đây để chơi. Lão già y lắm rồi mà vẫn uống khỏe lắm, khỏe hơn tao nhiều đấy." Nói dứt lời thì ông Phúc lại giục tôi đi nướng cá. Trời mới về chiều nhưng mà ở đây thâm sơn cùng cốc, cho nên ánh nắng đã vội vã biến đi để nhường lại cho không gian cho sương mù ngự trị. Bia cốc rượu nồng vừa nâng lên, Phương đã phải xin phép cắt nghĩa lại mối quan hệ giữa chúng tôi cho rõ. "Cháu xin phép bác là từ lúc gặp cháu vẫn chưa giới thiệu. Cháu là Phương, bạn đồng nghiệp của anh đây chứ không phải là người yêu đâu ạ." Tôi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi xuống lấy một chai rượu rót cho cả ba. Nhưng ông Phúc thì cười khoái chí, tay liên tục vỗ vai tôi như để là trò chơi của hai người ấy vậy. "Tao biết, cái già này ở với ma nhưng mà kinh nghiệm chứ cháu. Người yêu người đương ngồi chung một xe thì không có kẹp cái túi vải ở giữa đâu. Già trêu hai đứa vậy thôi." Tôi ngẩn tò te nhìn ông mà thất vọng, tự nhủ trong lòng chả nhẽ mình lại vô duyên đến vậy. Có mỗi cái sự cô đơn ế vợ từng đã giấu kín mà người ngoài nhìn một chút là đã nhận ra ngay. Thế tôi ngồi được ra đó, ông Phúc đưa ly rượu lên rồi nhắc: "Uống đi chứ hả, sư bố nhà anh mới chưa có một tí mà đã thộn cả ra. Giáo viên như vậy thì chỉ để cho lũ trẻ nó ngồi lên cỏ thôi." Tôi nghe ông nói cũng đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu. Ở bên cạnh Phương cũng phải bật cười lên khúc khích. Ông Phúc dốc nửa ly rượu vào trong miệng rồi nhăn mặt rất sảng khoái, đoạn cay sang bên tôi:
Thái độ của ông già đã thay đổi, nghiêm sắc mặt, ông liền nói: Mày có biết vì sao tao lại bảo hai đứa vào nhà không đã? Cả năm nay mày không đến chắc là mày chưa có biết tin đâu cháu ạ. Mà của thằng Liêu... Ông ngập ngừng đưa mắt nhìn Phương rồi khẽ thở dài. Mà của nó không có vào được đâu cháu. Tôi thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười hỏi lại ông già: Thế người nhà đến làm lễ đưa hài cốt về rồi hả bác? Thế thì tốt quá rồi, nằm ở đây mấy năm coi như bây giờ cũng mổ in mà đẹp. Ông Phúc xua tay ngắt lời của tôi rồi lắc đầu đáp: Ờ thì mà nó đẹp lắm, nhưng mà mổ chắc là không có yên đâu cháu, ghê sợ lắm. Là sao ạ? Cải táng bốc mộ thì sao lại không yên? Rút trong túi áo sơ mi may kiểu quân phục đã sờn rách, lấy ra một bao du lịch đỏ. Ông Phúc châm lửa đợi cho làn khói tan loãng rồi mới nói tiếp: Mày biết cái nghề trái của lão rồi đấy. Cái quản trang là nghề chính, nhưng mà lão cũng làm phu mộ, ăn xác của người chết. Cứ nhà nào đến nhờ thì lão sẽ giúp người ta bốc mộ rời hài cốt. Tính ra từ lúc mà vào làm quản trang, rồi làm cả cái nghề ăn theo người chết kia đến nay thì cũng cả chục năm rồi. Đôi tay thời trẻ nhuốm máu của người sống, bây giờ lại thọc vào xương thịt của người chết. Thế nhưng mà bốc hàng chục nấm rồi, chưa trường hợp nào nó kỳ quá như của thằng Liêu bạn mày cháu ạ. À. Nghe ông miêu tả, sống lưng của tôi chợt lạnh toát. Đối diện với tôi, cô phóng viên cũng rùng mình buông dây đôi đũa. Ông Phúc không ngó ngàng gì đến phản ứng của cả hai, chỉ khẽ xoay người ngồi lại cho ngay ngắn rồi kể tiếp. Không lâu trước đây, chắc tầm khoảng độ 3 tháng, trong một đêm tự nhiên có một người đàn bà xuất hiện đến đây rồi xưng là người nhà của thằng Liêu, nhà tao tiến hành chuyển dịch thi cốt. Tao thấy bộ dáng của người ấy nhà quê, thời đại nào rồi mà giữa đêm giữa hôm khuya khoắt lại còn phải đội nón lá mặc áo nâu đi xếp cói. Đến tao sống với người chết cả chục năm mà vẫn còn biết ăn diện hơn bà ta. Nhìn cứ như là người thời phong kiến vậy. Tao thấy mụ đó nói năng cũng chân chất thật thà, lại còn ăn mặc như vậy thì cũng thương. Cũng đã định để kệ sáng mai bốc mộ lên rồi làm phúc chứ không có mong trả tiền. Thế nhưng mà hai cháu có biết không, mụ ta đưa ra một đĩnh bạc to như là nắm tay của trẻ con. Tao mới thấy làm lạ, sao cái thời buổi này còn có người gắn bạc để trả công. Tao bảo là chỉ làm phúc thôi, có đồng quà tấm bánh thì tao xin chứ tiền nong thì không quan trọng. Nếu có lòng thì sáng ngày mai mua hộ tao ít vàng hương để đốt cho những vong linh trong nghĩa địa là được rồi. Thế mà cái con mộ nó chỉ cười cười rồi nhìn tao, rồi mở bọc lôi ra một đống bạc nén nữa. Càng nhìn tao lại càng thấy khiếp. Sao mà ăn mặc quê mùa cổ lũ sĩ mà lại nhiều tiền đến vậy? Xong rồi tao bị mụ ấy dục cho làm chóng để đúng giờ tốt đưa hải cốt lên. Ra hiệu bảo Phương rót thêm rượu, ông lão cầm lấy chén rồi dốc cả vào mồm. Bàn tay trước đây từng đâm thuê chém mướn, sau này lại bốc mồ bốc mà, nên đang run lên bẩn bật như kinh hoàng tột độ. Ông Phúc ném cho hai đứa chúng tôi một cái nhìn rất lén lút, rồi thì thầm như là sợ ai nghe thấy. Lúc đào cây huyệt lên đã 2:30 sáng rồi. Cái con mộ nó ở trên miệng hố đã trải lễ ra từ bao giờ mà tao mải làm không có để ý. Thế rồi đợi thêm đổ nửa tiếng nữa đến chừng khoảng 3 giờ. Thì con mụ đó nó gật đầu ra hiệu để tao làm lễ khai quan. Nắp hòm vừa bật ra thì tao hãi hùng quá nhảy vội lên trên. Vì trong quan tài sắc của thằng Liêu vẫn còn y nguyên như đang ngủ. Không những vậy, những vết đạn tưởng như đã khô nay lại từ từ rỉ máu. Dưới ánh đèn pha chiếu xuống, tao thấy rõ một móng chân móng tay của nó dài ra. Cả mái tóc cũng vậy, vẫn đen lấy phủ hết lên một phần khuôn mặt. Chỉ để lộ ra cái miệng há lớn, đen ngòm và rộng ngoác. Cả hai hàm răng như là bị ai đó nhổ sạch, trơ lại cái lợi đã chuyển màu tím tái. Từ kinh hãi chừng mắt, buột miệng ngắt lời của ông già: Chả lẽ là Liêu bị chôn nhầm vào đất dưỡng thi hả ông? Người chết thì nhiều khi cũng phân hủy chậm, nếu mà quan tài đặt vào nơi có thổ nhưỡng không có thích hợp, kiểu yểm khí chẳng hạn. Nhưng mà móng với tóc mọc được dài ra, đã thế thi thể còn chôn mấy năm mà vẫn còn máu thì lạ quá. Ông Phúc lại tiếp tục lắc lư cái đầu gần bạc trắng. Ánh mắt của ông lúc này đã trở lại khu nghĩa trang tăm tối, thâm u và rùng rợn. Cả khu đất thánh xung quanh đều nhuốm màu tử khí. Trời mùa thu mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ đầm đìa chảy trên vầng trán. Ông khẽ đưa tay lên quệt rồi ngập ngừng nói: Ờ thì cái xác nó đã như vậy rồi, nhưng mà tiên sư nhà nó, ngay lúc mà ta lóp ngóp từ miệng huyệt chui lên thì cái con mộ kia nó đã biến mất từ lúc nào rồi. Hai đứa chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau. Có lẽ sẽ chẳng ai chạm đến những cảm xúc kinh hoàng tột độ như ông Phúc khi đó. Một người đàn bà xa lạ ăn mặc theo kiểu phong kiến xuất hiện giữa nửa đêm,
rồi nhờ ông cải táng cho ngôi mộ của Liêu. Đến khi đã quật mồ hắn lên thì người đàn bà cũng tan biến vào không khí. Cả khu nghĩa trang âm u tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình ông Phúc, bên miệng huyệt và cái áo quan đã bung nắp. Đồ lễ vẫn la liệt xung quanh, nhưng còn người đàn bà đội nón lá kia thì đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Đó là một sự ly kỳ quái dị mà trong suốt cả chục năm ăn theo xác người chết, ông Phúc chưa từng gặp lại. Liệu rằng có phải cái đêm trường tĩnh mịch ấy, một đàn bà quái quỷ kia hay là ma? Cái câu hỏi đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của ông lão quản trang cho đến tận bây giờ. Ông Phúc lật đật ngồi dậy, lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc bọc vải nhỏ. Bên trong là đĩnh bạc mà bộ đàn bà tà quái kia đưa cho. Ông Phúc nói ông không dám tiêu vì nghĩ đến vụ việc đêm hôm đó lại khiến cho ông sợ hãi. Chỉ lấy tiền của người âm không trả mà còn lét tiêu xài, thì thế nào nó cũng quật cho chết đi sống lại. Người đối diện với tôi, Phương khẽ cắn đầu đũa rồi trầm ngâm nhìn ông lão quản trang và hỏi: Liệu trước đây phạm tội gì mà cả người âm cũng phải hiện về để nhờ vả ông vậy? Ông Phúc lắc đầu chậm chậm nâng ly rượu lên môi rồi nói: Nó làm gì phải chết thì già này không có biết. Cứ thấy ai chôn ở đây thì lão chăm nó mà thôi. Lý do tại làm sao thì cô phải hỏi cái thằng cháu đây nó mới rõ. Phương chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Đôi mắt ấy chắc được thừa kế và phát huy một cách trọn vẹn của ông bố làm trinh sát, cho nên sắc lẹm như dao cạo. Mới chỉ nhìn liếc một cái đã khiến cho đối phương không rét mà run. Tôi đã từng chứng kiến lúc Phương thể hiện sự nghi ngờ bằng đôi mắt, vì thế cho nên tôi cúi đầu xuống rồi lại quay mặt sang bên như là tránh né. Sau cùng tôi thở dài kể lại hết những gì tôi biết cho hai người đối diện. Vụ việc năm đó mà Liêu gây nên đã làm rúng động toàn văn trường Việt Nam. Không ai ngờ một tác giả tưởng chừng như chân mềm tay yếu, cả ngày chỉ cắm mặt vào những trang viết, lại là một con quỷ đội lốt người, gây nên hàng loạt những cái chết kinh hoàng, khiến cả cơ quan điều tra cũng phải sững sờ. Tống Văn Liêu là một gã thanh niên trẻ, nhưng không phải là người gốc Việt. Theo như hắn kể cho tôi, trong một quán ăn nhỏ ở ven đường Trần Hưng Đạo, thì gia phả của nhà Liêu chấp rằng tổ phụ của dòng họ gã là một quan trấn người Tàu. Xưa kia không biết vì phạm tội gì đã bị đẩy đi biệt xứ đến biển biên ải. Qua thời gian, dòng họ nhà Liêu mới chuyển hẳn sang đất Việt Nam để làm ăn và sinh sống. Tính đến nay đã là đời thứ 7. Ngày hôm đó Liêu cũng kể vắn tắt cho tôi biết vì sao hắn lại tham gia cái nghề viết lách này. Hắn thật ra là một sinh viên kỹ thuật ngành luyện kim của một trường đại học hạng 3 của khu vực miền Trung Du phía Bắc. Cầm tấm bằng trung bình ở trên tay. Không những vậy, lại xuất phát điểm từ một ngôi trường vô danh tiểu tốt, cho nên hắn chật vật mãi cũng không tìm được việc. Cơ duyên đó đã khiến cho Liêu suốt ngày chỉ ở nhà, lúc rảnh rỗi thì ngồi đọc truyện kinh dị cho vơi đi sự nhàm chán. Chính vì vậy hắn cũng muốn tự mình sáng tác một mẩu chuyện nhỏ nhỏ rồi đăng bài lên một số diễn đàn khoe thành quả. Không ngờ tác phẩm lại được đón nhận hết sức nhiệt tình, bởi vậy mà Liêu quyết định bám lấy nghiệp văn chương và viết lách. Sau hôm đó, Liêu bắt đầu chỉ vẽ cho tôi những đường đi lối lại trong sự nghiệp làm thợ bút này. Hắn tỏ ra khá chuyên nghiệp khi hướng dẫn tôi dựng dàn ý, lên kịch bản, rồi xây dựng tính cách của nhân vật. Thế nhưng có một điều mà dù tôi hỏi nhưng mà hắn không bao giờ nói, mà chỉ đưa đôi mắt sắc lẹm, trắng dã lên nhìn tôi như hăm dọa. Mãi về sau, trước khi Liêu bị xử tử hình, trong một buổi tiếp xúc người nhà, hắn mới thì thầm thuật lại cho tôi trong run sợ. Ánh nhìn đầy dữ tợn và hung bạo hiếm thấy trong đôi mắt của một người tác giả thì bây giờ đã biến mất, để thay vào đó là một sự thất thần và hoảng loạn. Dù hắn có làm gì, Liêu vẫn từng là một người dìu dắt tôi những ngày đầu khi bước chân vào giới nhà văn. Vì vậy mà bằng một giọng rất chân thành, tôi ngỏ lời hỏi hắn: Anh Liêu này, suốt thời gian qua tôi vẫn cứ thắc mắc mãi là vì sao anh lại có thể viết nhanh đến như vậy mà vẫn có thể gây án. Tôi tính rằng cứ hai ngày anh lại đẻ ra một câu chuyện ma rồi gửi cho các bên sản xuất. Anh làm thế nào mà nhanh được như vậy hả anh Liêu? Nghe chưa dứt câu hỏi, ánh mắt của hắn đã đưa khắp gian buồng, nơi tụ tập rất nhiều tù nhân và quản giáo. Rồi cứ chân chân như đang nhìn về một nơi xa xôi. Liêu ấp úng rỉ tai của tôi: Ma là ma viết chứ không phải là tao viết. Tao chỉ giết người cho nó viết mà thôi. Lồng ngực của tôi bỗng dưng nghẹn cứng lại, như bị một phiến đá đè lên. Con ngươi trong đồng tử cũng co giãn ra, như thể vừa trông thấy điều gì nguy hiểm lắm. Khẽ giấu đôi tay đang run lên bần bật vì sợ hãi xuống dưới bàn,
Tôi nhếch mép cười để che đi sự hãi hùng và kinh sợ. Anh cứ đùa chứ, ma quỷ gì, mình viết chuyện ma chả lẽ lại sợ ma. Vẫn bằng cái giọng trầm ầm ấp úng, nhưng đôi mắt đã chuyển hướng, nhìn thẳng vào tôi, lòng trắng vằn lên những chẳng chịt những tia máu đỏ. Lưu liền trả lời, thầy nói thật đó, chuyện ma của ta là do ma nó viết, tao chỉ là một cái thằng ăn tiền của ma thôi. Nghe Lưu trả lời mà sống lưng của tôi lạnh toát. Là một người viết chuyện như bao nhà văn khác, tôi cũng như mọi tác giả, chỉ dùng những ngòi bút hư cấu và tưởng tượng. Công lắm là lấy ý tưởng từ những sự kiện có thật trong đời sống xung quanh, rồi điểm xuyết tô vẽ lên màu sắc kỳ dị và rùng rợn. Còn muốn các chi tiết trở nên thực tế thì cóp nhặt như các tư liệu y khoa hay dẫn chứng trong các vụ án mà lồng ghép. Tôi đoán rằng chắc chắn trước khi ra pháp trường xử bắn, Liêu đã trở nên hoảng loạn, nửa điên nửa dại mà ăn nói hàm hồ. Có lẽ nhìn ra sự nghi vấn ở trong tôi, Liêu cười gằn và thì thầm nói nhỏ, mày đã xem hồ sơ vụ án chưa? Buổi tiếp khách của các tù nhân không kéo dài đủ lâu để tôi có thể tiếp tục nghe hết những lời mà Liêu kể. Nhưng ngày tối hôm đó khi trở về nhà, tôi bắt đầu lục tung các trang báo để đọc lại các vụ án có liên quan đến Liêu. Tổng cộng là có 3 vụ, tất cả đều là thảm án. Cách giết người cũng cực kỳ man dợ và kinh hoàng. Càng nhầm đi nhầm lại các chi tiết, tôi lại càng bàng hoàng khi phát hiện ra. Hình như là chúng đều được cài cắm trong các tác phẩm kinh dị của Liêu. Chẳng lẽ để những trang viết của mình thêm sinh động, hắn đã xuống tay giết người rồi lấy làm cảm hứng chăng? Tôi lật dở những chi tiết về vụ án đầu tiên. Một người thu lượm sắt vụn khi đang nhặt bỏ bao xi măng ở trên một công trường bỏ hoang, đang ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc. Tò mò lần theo, người đàn bà đó hốt hoảng phát hiện ra xác của một người phụ nữ trần truồng, không một mảnh vải che thân. Nhưng kinh dị nhất là thi thể đó đã bị cắt rời từng bộ phận, rồi xếp lại trên cái mâm đầm cho giống với tư thế của một thứ đổ lễ mà dân gian ta đã quen thuộc từ lâu. Khi phát hiện thì các bộ phận đã bị phân hủy nghiêm trọng, dường như để cho cơ quan điều tra tìm ra danh tính của nạn nhân. Liêu đã chặt đứt 10 đầu ngón tay, bẻ hết răng và lột da mặt của thi thể sau khi xuống tay hạ sát. Nguyên nhân chính của cái chết là một nhát chém chí mạng vào vùng cổ, vết thương rất sâu, dường như cắt lìa cả đốt sống C2. Máu trong cơ thể thì bị hứng đầy trong 3 chiếc chum nhỏ, để lại quanh xác chết. Không cảnh hiện trường không khác gì một đàn tế thời cổ xưa. Nạn nhân sau khi chết bị chặt ra như là người ta chặt gà, chỉ mỗi cái đầu lâu là để riêng trên cái mâm đồng. Nhưng mà phần còn lại của cơ thể cũng bị Liêu lấy cưa tay, phân rã tách rời. Không những vậy, hắn còn dùng dây cước buộc chặt lại cho chắc chắn. Những cán bộ pháp y khi chụp hình cái xác còn phải bàng hoàng sợ hãi, vì không nghĩ rằng kẻ sát nhân là có thể bình tĩnh đến như vậy. Thi thể từ cổ trở xuống cũng đặt trên một chiếc mâm khác, kích cỡ lớn hơn đôi chút. Cái xác ở tư thế nằm sấp nhưng mà nửa quỳ nửa bò, hai chân co lại bành ra sát với mạn sườn, ngực áp xuống bên dưới, còn mông chổng lên cao. Hai cánh tay bị cắt rồi dùng dây cước buộc chặt và sắp xếp như thể người ta cúng gà cánh tiên. Các phần khớp dây chằng gân cũng bị cắt rời để tiện cho việc vặn bẻ thi thể. Quả thật dù có hành nghề pháp y cả chục năm, nhiều cán bộ cũng tái mặt chết đứng trước cảnh tượng hiện trường quái dị đến như vậy. Tôi quay lại đầu lật dở các trang sách trong cuốn Tử Lộ mà Liêu đã sáng tác, thì đúng là có một nạn nhân khi được hắn miêu tả cũng chết với một bộ dạng ly kỳ và tưởng lượm đến vậy. Người chết bị bó lại bằng dây cước trong tư thế của con gà cúng. Ngoài ra các phân rã các bộ phận, cắt rời các gân thịt cơ xương, để rồi bị bẻ quặt đi để hung thủ tiến hành làm lễ tế quỷ. Những chi tiết được Liêu lột tả cũng cực kỳ chân thật, từ cách tên hung thủ trong chuyện chọc tiết nạn nhân, rồi tiếp đến là những phần đầu gối, khoeo gân và khuỷu tay bị cắt ra như thế nào. Và rùng rợn hơn hết là cách bài trí thi thể. Theo như nội dung của tác phẩm, tên hung thủ vì mượn sức mạnh của ma quỷ hòng mưu lợi cá nhân, cho nên phải lấy máu để cúng tế. Ban đầu hung thủ chỉ sử dụng máu động vật, nhưng sau này khi mà lòng tham đã nổi lên, động vật không thỏa mãn được con ma kia, thì hắn phải tìm đến một người mà hắn kèm gắt nhất, để rồi xuống tay hạ sát, lấy máu để luyện thành huyết phẩm. Trong hồ sơ vụ án có ghi, nạn nhân đầu tiên của Liêu là một độc giả đã lên tiếng mặt sắt hắn ngay trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm. Tôi dùng mình sợ hãi sau khi nhớ lại những chi tiết ghê rợn ấy.
Cho đến tận ngày hôm nay, khi mà Liêu đã bị xử bắn được mấy năm, tôi vẫn không thể ngờ một kẻ thư sinh như hắn lại có thể ra tay tàn bạo đến như vậy. Ông Phúc rót cho tôi một ly rượu nữa rồi bảo: "Ôi trời ơi, sao lại có cái chuyện kinh ngãi đến như vậy? Thế tiếp theo là như thế nào hả cháu?" Phương bên cạnh cũng thúc giục tôi kể tiếp. Trời đã tối, căn nhà nhỏ bé đối diện nghĩa trang yên tráng lập lòe ánh đèn dầu vàng yếu ớt, như thể một con thuyền nhỏ nằm chơi vơi dưới đại dương mênh mông. Tiếng nói của tôi lại một lần nữa cất lên, khiến cho cả căn nhà bao trùm một vẻ âm u và ma quái. Trước khi bị phát hiện, Liêu vẫn đều đặn hai ngày cho ra một tác phẩm, nội dung rùng rợn kinh dị đến lạ thường. Những người đọc tác phẩm của hắn đều cảm thấy chính mình như là nạn nhân của câu chuyện, bởi cách mà hắn miêu tả hết sức chân thật và sống động. Từ những cách tra tấn đến thủ đoạn đoạt mạng giết người đều hiện hiện rõ ràng từng dòng từng chữ. Thậm chí cả những con giòi bọ nhung nhúc ăn sắc ra sao cũng được Liêu lột tả đến từng chi tiết. Vụ thảm án đầu tiên còn chưa có lời giải thì vụ án thứ hai đã xảy đến. Nạn nhân vẫn là phụ nữ, chết trong tư thế treo cổ. Tang vật là một sợi dây điện hai lớp vỏ lõi đồng, đường kính 5mm, được buộc chắc chắn trên cửa sổ. Ban đầu cơ quan điều tra cho rằng nạn nhân chết vì nghẹt thở và cách thức tiến hành là tự sát. Nhưng khi những bác sĩ pháp y có mặt và tiến hành khám nghiệm, phẫu thuật tử thi ngay tại hiện trường, thì họ mới kinh hãi và phát hiện ra. Trong thực quản và dạ dày của thi thể là 10 ngón tay của một người khác. Những ngón tay đã bị cắt ra chưa lâu bởi vết cắt còn rất mới. Mọi nghi vấn đều đổ dồn về một chuỗi các án mạng có thể nối tiếp nhau. 10 ngón tay kia rất có thể là của nạn nhân đầu tiên, người bị trói chặt như là gà cúng. Nạn nhân lần này vẫn giữ được nguyên nhân dạng, chỉ trừ cái mặt đã sưng phù lên vì tụ máu, thì toàn thân không có một vết thương chí mạng nào khiến cho người phụ nữ này phải chết. Trên hiện trường là bầy nhầy dịch thể và các chất bài tiết đã bốc mùi nồng nặc. Có lẽ đó là hậu quả của những phản ứng cuối cùng trước khi nạn nhân tử vong. Theo như y khoa giám định, khi chết các vùng cơ nơi xương chậu cũng sẽ ngưng trạng thái co thắt bình thường, khiến cho các chất bài tiết bị trôi ra ngoài vì trọng lực. Thế nhưng khi mà các cán bộ pháp y lấy mẫu dịch dạ dày, họ mới hãi hùng khi mà đo được một lượng hóa chất rất lớn. Thì ra kẻ thù ác đã ép nạn nhân uống thuốc sổ trước khi xuống tay hạ sát. Mục đích có thể là để thể hiện sự căm hận cá nhân và động cơ muốn bôi nhọ người chết. Một kẻ giết người tầm thường để cướp của hoặc trả thù tình ái thì hiếm khi lại sử dụng những biện pháp ghê tởm đến như vậy. Hơn nữa, 10 ngón tay nhất trong dạ dày của người chết cũng được xác nhận là nạn nhân đầu tiên. Vậy kẻ nào đã cắt chúng ra rồi nhét vào miệng của người này? Có phải đó là một đầu mối để mà chứng minh rằng lại sắp sửa có một vụ án nữa xảy đến? Mọi câu trả lời đều có trong tác phẩm tiếp theo của Liêu. Hắn xuất bản cuốn truyện trên trang cá nhân trước khi vụ việc người treo cổ bị phanh phui khoảng 3 ngày. Các chi tiết trong truyện trùng hợp đến 80% với ngoài đời thực. Nhất là sự xuất hiện của thuốc sổ trong dạ dày và 10 ngón tay bị nhồi nhét trong thực quản. Khi ấy đã có một vài độc giả tinh ý phát hiện ra sự trùng hợp đó và báo cáo lên cơ quan chức năng. Nhưng vì thời gian mà nạn nhân treo cổ, tạm gọi là nạn nhân số 2 tử vong, chỉ mới diễn ra chưa đến 20 tiếng, cho nên cơ quan điều tra chỉ xếp Liêu vào mục theo dõi. Vì họ đã chỉ nghĩ rằng chính tác phẩm của hắn đã mở đường, gây cảm hứng cho một tên sát nhân thần bạo nào đó. Rồi kẻ sát nhân đã dựa vào những chi tiết trong chuyện để dựng nên một vụ thảm án, một xác hai mạng gây rợn kinh hoàng. Liêu bị triệu tập để điều tra, nhưng mà hắn chứng tỏ ngay cho cơ quan hình sự thấy những bằng chứng ngoại phạm rõ rệt. Bởi lẽ không có ai có thể vừa viết chuyện với một tốc độ nhanh như vậy, vừa ra tay giết người được cả. Nhất là khi thủ đoạn lại tinh vi ghê gớm như vậy. Những cán bộ điều tra đã được tính rằng để viết nên một tập truyện có thời lượng khoảng 15.000 ký tự, một tác giả chăm chỉ nhất cũng phải dành tối thiểu 20 tiếng. Chưa thể thời gian tắm rửa, nghỉ ngơi và ăn uống. Vậy thì làm sao Liêu lại vừa giết người vừa viết lách được? Nhờ thế mà Liêu ung dung thoát khỏi cục điều tra. Tuy nhiên những cán bộ hình sự cũng để ý những biểu hiện tâm lý bất thường của gã. Ông Phúc nghe đến đó thì cũng trầm ngâm lên tiếng ngắt lời của tôi. Viết lách khó thì sao? Tao thấy mày khoe mày vừa đi dạy vừa viết chuyện, cho nên lão còn nghĩ là viết nhăng viết cuội thì dễ lắm, lão cũng viết được. Tôi cười cho không khí trong căn nhà bớt đi sự căng thẳng,
rồi quay sang nhìn Phương và cắt nghĩa. Viết báo hay là viết chuyện đều cần có những suy luận logic, những trình tự và những dữ kiện hợp lý bác ạ. Đương nhiên là ta vẫn có thể viết những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng mà những độc giả tinh ý sẽ phát hiện ra ngay. Độc giả hiện nay khắt khe hơn trước rất nhiều. Họ bị choáng ngợp bởi hàng ngàn hàng trăm các ấn phẩm rác, những câu chuyện chất lượng thấp viết ra chỉ là để giết đi thời gian quý báu của người nghe. Những cái tác giả chân chính gửi gắm tinh thần và chất xám của họ vào ngòi bút thì không trọng số lượng mà chỉ thiên về chất lượng. Thà là một tháng chỉ ra một tác phẩm còn hơn là cứ tràng giang đại hải. Tuy nhiên khi đã dồn nén thai nghén cho tác phẩm của mình, điều tác giả cần không chỉ là những lời khen ngợi mà còn có cả những lời góp ý động viên chân thành nữa bác. Phương nhìn tôi gật đầu đồng ý. Văn giới của Việt Nam đang bị dồn ứ bởi hàng ngàn ấn phẩm mỗi ngày. Những câu chuyện không có sự logic và hài hòa, mạch văn thì lủng củng hoặc thô thiển, ý nghĩa không có thực tế hoặc là vô giáo dục. Tất cả chúng đều khiến cho nền văn học nước nhà và cả văn hóa đọc của giới trẻ ngày nay ngày càng đi xuống. Ông Phúc nhìn tôi hơi ái ngại, dù không nói ra nhưng mà ông đã đọc, đã nghe những câu chuyện của tôi viết. Ông cũng đã đôi lần dõi theo từng câu bình luận của độc giả. Người viết văn thực chất là người làm dâu trong họ. Lối kể của anh hợp với người này nhưng mà lại dở với người khác. Hiếm có một tác giả chân chính nào có thể chiều lòng phần đông độc giả. Họ chỉ cố gắng làm sao viết nên những câu từ trau chuốt nhất, những dòng văn mạch lạc nhất và những câu chuyện logic nhất mà thôi. Dường như thấy mình im lặng cũng không nên, ông già quản trang cười nhìn tôi rồi lại nhắc Phương. Thằng cháu của lão cũng hay viết linh tinh lắm này. Có khi cháu gái phải bảo nó chuyển đến ở với lão để lấy cảm hứng mà viết, chứ đừng có mà như thằng Liêu. Biết mình lỡ lời, ông già cúi đầu xuống tỏ vẻ ngượng nghịu. Phương thì cười cười đẩy đưa cho câu chuyện. Nhưng tôi hiểu tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều mong chờ những chi tiết tiếp theo về cuộc đời của tên tác giả sát nhân. Trước ngày ra pháp trường xử bắn khoảng một tháng, tôi có đến thăm Liêu một lần nữa. Mục đích chính là để tìm hiểu về án mạng thứ ba. Vụ án mà báo chí ít đăng tin, mà có đăng thì cũng sơ sài nhất. Cố gắng giữ bình tĩnh trước con thú đội lốt người, kẻ mà tôi từng kính trọng coi là thầy giáo, kẻ đã dẫn tôi vào nghề viết. Tôi trầm giọng hỏi: anh Liêu này, theo các cơ quan điều tra về chuỗi thảm án của anh thì sự phát hiện ra những thi thể không theo đúng trình tự đúng không? Liêu nhìn tôi vẫn ánh mắt trắng dã vằn vện đi gần máu ấy. Hắn trả lời bằng một giọng còn trầm khàn hơn: chính xác là như vậy. Chúng nó phát hiện ra các thi thể theo trình tự 2, 3, 1, chứ không đúng ý của tao. Các thi thể bị chặt đứt 10 đầu ngón tay là kẻ thứ hai mà tao xuống tay giết chết. Chắc mày cũng đọc qua trên báo đài rồi phải không? Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần, tôi xoay xoay chai nước ở trong tay. Những giọt mồ hôi đã túa dần ướt đẫm cả lưng áo. Không kiềm chế được, tôi buột miệng hỏi Liêu: tại sao anh phải làm như vậy? Vì sao anh phải giết người? Giết người rồi mà anh vẫn còn có cảm hứng để sáng tác được sao? Nhẫn tâm giết cả độc giả, anh có còn là con người nữa hay không? Liêu ngồi đối diện với tôi hơi cúi đầu xuống, nhưng chỉ một thoáng, con người đen lánh của hắn đã hướng lên nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ấy khiến cho tôi rùng mình sợ hãi. Rồi biết rằng đôi tay của Liêu vẫn đang bị ghì chặt xuống bàn vì chiếc còng số 8. Ta không tự nhiên giết bọn họ, nó bảo ta phải làm như vậy. Chớp mắt ra chừng chừng nhìn cái miệng vừa thốt ra những lời không ai hiểu nổi, tôi liền hỏi: ai, nó nào? Chính anh đã xuống tay giết người. Không đợi tôi nói hết câu, hai nắm đấm của Liêu đã ghì sắt lại, dằn mạnh xuống mặt bàn làm cho chai nước rung lên dữ dội. Mà, chính nó bảo tao làm. Nếu tao nghe nó thì tiền tài danh vọng, sự nổi tiếng sẽ ở bên tao. Mày nghĩ một thằng nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị thì kiếm được bao nhiêu? Nếu không nhờ có sức mạnh của nó thì làm sao tao có thể viết được ngần ấy chuyện một ngày? Tôi há mồm kinh hãi trước những gì mà Liêu nói. Ban đầu tôi đã thầm nghĩ có thể hắn đã hóa điên về những ngày nằm đây để chờ chết. Nhưng mà càng suy luận tôi lại càng thấy đúng. Một người bình thường không thể lấy đâu ra nhiều sáng tạo để viết được ngần ấy ký tự trong một ngày. Nếu không có siêu năng lực hay dùng chất hướng thần thì chẳng ai có khả năng đó. Không thèm nhìn phản ứng ngạc nhiên, hoảng hốt ở nơi tôi, Liêu chậm chậm kể tiếp cho tôi nghe về nạn nhân thứ ba được tìm thấy. Có người xấu số đó được phát hiện ngay dưới nền phòng trọ của Liêu. Nạn nhân là nam, tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ có 15. Liêu kể rằng hắn đang gặp cậu bé vào giờ tan sở. Hôm đó trời mưa lớn,
Hắn và nam sinh kia cùng trú dưới một mái hiên ở trên đường. Sau một hồi lâu nói chuyện, biết được Liêu là một tác giả nổi tiếng, chú bé rất vui mừng, hỏi xin Liêu chữ ký. Hắn vui vẻ chấp nhận và rủ cậu bé về nhà của mình, hứa tặng cho nó một món quà để làm kỷ niệm. Món quà đó là một cú đập vào giữa trán, khiến cho nạn nhân bị chấn thương sọ não. Cả một vùng đầu mặt đều bị biến dạng và hủy hoại nghiêm trọng. Hung khí mà Liêu sử dụng là cái chảy giã cua được làm bằng nhôm đúc. Lý do mà hắn nhẫn tâm giết hại một đứa bé không quen biết là để có cảm hứng chân thật nhất, rồi lấy đó để làm sáng tác nên một câu chuyện tương tự. Để phi tang, hắn đã lấy cưa tay mua tại một cửa hàng dân dụng, xẻ nhỏ cái xác ra. Ban đầu Liêu định ném tất cả xuống dòng sông, nhưng mà cuối cùng hắn quyết tâm để thi thể ở giữa nhà bằng cách đào lỗ để chôn xuống. Khi những điều tra viên liệt hắn vào dạng tình nghi, họ đã âm thầm theo dõi, tìm hiểu thông tin và lấy lời khai của những người dân xung quanh. Được biết cách đó khoảng 4 tháng, Liêu đã mua về một bao xi măng. Tuy nhiên hàng xóm láng giềng không thấy gã sửa sang lại nhà cửa, mà chỉ nghe tiếng động lớn ở trong căn phòng đóng kín. Từ đó cơ quan chức năng mới cho rằng Liêu đã chôn giấu một vật gì đó trong nền đất. Sau khi lấy được lệnh khám xét, họ đã tiến hành xới tung cả căn phòng nhỏ của hắn lên. Không lâu sau đó, một thi thể đã được tìm ra đúng những gì mà Liêu đã kể. Cây xác được cưa nhỏ, ném hết vào túi ni lông rồi chôn xuống đất. Hắn mua xi măng với mục đích láng lại nền nhà để tránh sự nghi ngờ từ phía bà con hàng xóm. Liêu bị bắt ngay lập tức. Trong quá trình đấu tranh điều tra, hắn đã khai nhận chính mình là thủ phạm gây ra hai vụ án mạng kia. Đứa bé dưới nền nhà là nạn nhân đầu tiên, sau đó là người phụ nữ bị trói chặt như gà cúng, rồi cuối cùng mới đến cái xác treo cổ. Đó là trình tự vụ thảm án do gã tác giả chuyện ma này gây nên. Phương bàng hoàng sững sờ sau khi tôi ngừng lời kể. Cô vẫn chưa hiểu được vì sao một kẻ dùng bút vở để kiếm ăn lại có thể gây ra ba vụ án kinh động nhân tâm đến như vậy. Vì cớ sự nào một tay thợ viết lại có thể đoạt mạng người một cách tàn nhẫn, thủ đoạn ra tay lại vô cùng tởm lợm. Chẳng lẽ đúng như là Liêu nói, có một thế lực bí hiểm nào đó đã xuất hiện rồi sai khiến hắn chăng? Ông Phúc trầm ngâm bên ly rượu, món cá khô bỗng trở nên lợm giọng gây người. Ông buông miếng mực xuống mâm rồi chậm chậm nâng chén, dốc một hơi cạn sạch. Đã có thời gian nằm dài ở trong tù và sau này là một cuộc đời cô độc để ngẫm nghĩ về những hành vi sai trái. Ông lão quản trang cũng biết được nhiều trường hợp, nhiều vụ án khiến cho một người phải chịu kết cục tử hình. Thế nhưng chưa lần nào ở trong đời ông phải nghe về một cách thức giết người dã man đến như vậy. Một kẻ tâm lý bình thường chắc chắn không thể nào có được sự bình tĩnh và rùng rợn đến thế. Giết người chặt xác, trói lại như gà cúng, rồi trước khi treo cổ một thi thể khác còn ép nạn nhân uống thuốc sổ để các chất bài tiết trào hết ra ngoài. Còn thằng bé kia là một nạn nhân qua đường, chẳng hề oán thù quen biết, thế mà cũng bị Liêu phanh thây để xẻ thịt, chôn ngay dưới nền nhà để phi tang mọi chuyện. Thật là quá nhẫn tâm. Tôi nhắm mắt lại như cố gắng xóa nhòa đi những hình ảnh của ba vụ thảm án mà Liêu đã gây ra. Kẻ mà tôi đã từng nhận là thầy, một kẻ dẫn đường chỉ lối cho tôi bước chân vào văn giới, không thể ngờ cũng chính là một tên đồ tể, tay nhúm đầy máu me của đồng loại. Trầm ngâm mở mắt ra, tôi rót thêm ba ly rượu rồi nâng lên uống cạn. Chất men cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, thấm dần vào cơ thể, giúp xóa tan đi sự lạnh giá của một buổi tối mùa thu giữa không gian mênh mông trùng trùng mộ bia trên đầy kín lối. Sau khi có mặt tại những buổi thăm nuôi, sự hiện diện của tôi đã khiến cho các cán bộ quản giáo trong tù đã chú ý. Họ để mắt đến tôi không phải vì dáng vẻ gầy guộc xấu xí, mà vì trong suốt thời gian Liêu đợi thi hành án, chỉ có một mình tôi vào thăm hắn ta. Chưa bao giờ những người coi tù lại thấy có thân nhân họ hàng vào đây hỏi thăm người tù. Có lẽ gia đình của hắn đã coi hắn đã chết từ lâu, hoặc thậm chí họ đã xem như Liêu chưa từng tồn tại. Không biết có phải chính vì sự ruồng rẫy chối bỏ đó mà khiến cho nhân cách của một con người trở nên méo mó và bệnh hoạn, hay vì sự khiếm khuyết trong nhân cách đã làm cho những người thân của Liêu phải xa lánh gã. Có một lần trong lúc chuẩn bị lấy xe ra về, sau khi kết thúc một buổi thăm nuôi, một cán bộ quản giáo đã tò mò đến bên, kéo vai tôi và thì thầm hỏi: "Này, anh là người nhà của phạm nhân Liêu phải không?" Tôi hơi giật mình vì sự xuất hiện quá đường đột của đồng chí quản giáo.
Luống cuống tháo chiếc mũ bảo hiểm, tôi đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh, rồi sau đó ấp úng trả lời: "Dạ không ạ, em là bạn của phạm nhân thôi." Người cán bộ hơi có chút thẫn thờ, anh ta quay sang một bên, đưa tay lên gãi đầu rồi phân trần: "Thôi thật với anh là chúng tôi ở đây vừa cá cược với nhau, xem có phải anh là bà con với phạm nhân Liêu hay không. Bởi vì từ lúc tạm giam cho đến khi nhập trại, chưa lần nào có ai khác ngoài anh đến thăm nom hắn cả. Chúng tôi còn nghĩ anh là anh em ở trong nhà với Liêu." Tôi chớp mắt cười cười chào anh cán bộ rồi quay đi. Như chợt nhớ ra điều gì, người cán bộ gọi giật tôi lại rồi nhắc nhở: "Này, tôi bảo, bạn cậu bị tâm thần phải không?" Hết sức ngạc nhiên, tôi lại tháo mũ bảo hiểm ra, rồi quay lại cau mày nhìn người quản giáo. Nhìn phản ứng của tôi, anh cán bộ cũng biết mình nhỡ miệng. Đang định đưa tay lên xin lỗi thì tôi chặn lại: "Anh nói sao ạ? Liêu bị tâm thần là sao?" Người quản giáo nhìn chằm chằm từ đầu đến chân của tôi một lúc, rồi kéo tay ra hiệu cho tôi đi theo anh vào phòng làm việc. Vừa đến nơi đã thấy ngồi quanh chiếc bàn dài là ba cán bộ nữa. Họ ngơ ngác khi mà tôi bước vào, nhưng hình như chấn tĩnh lại ngay. Sau đó ba bốn tiếng nhao nhao lên hỏi: "Thế nào, có phải là người nhà của phạm nhân không? Ông Chức dẫn vào đây làm chứng sao?" Người cán bộ đưa tôi đến hóa ra tên là Chức, dáng người tầm thước cao chừng 1m7, một làn da nâu bóng vì đứng nắng quá lâu. Chức xua tay ra hiệu cho đồng đội trật tự, rồi sau đó anh nói: "Không phải là người nhà, nhưng mà dẹp vụ cá cược qua một bên đi. Cậu này muốn hỏi thông tin về phạm nhân Liêu." Những ánh mắt chuyển từ Chức sang phía tôi một cách e dè và nghi ngại, như những người lính đứng trước một kẻ thù mạnh mẽ vậy. Sau một hồi mới có người lên tiếng hỏi: Anh định hỏi về việc gì?" Chức ra mặt cắt lời của người đồng nghiệp, giọng của anh run rẩy như phải nhớ lại những biến cố gì đó đáng sợ lắm: "Cậu này muốn biết về tình trạng tâm lý của tù nhân Liêu." Mọi con mắt đều đổ dồn về phía của tôi, sau đó chúng lại thu và cụp xuống. Mãi sau người vừa nãy lên tiếng mới tần ngần trả lời: "Việc này quả thật là hơi khó nghĩ. Người phạm nhân đó có lẽ là không nên đưa đến đây, mà phải cho vào viện tâm thần nhốt lại mới đúng." Kinh ngạc nhìn người cán bộ quản giáo, tôi há hốc mồm, đưa tay lên chỉ ra phía nhà tù. Đang định ấp úng hỏi lại cho rõ thì một người khác lên tiếng, giọng nói này hơi run rẩy: "Đúng, đúng vậy. Đáng lẽ phải mang đi điều trị tâm thần mới đúng." Càng nghe thì tôi lại càng ngạc nhiên. Khuôn mặt vừa nãy còn đỏ lựng vì cái nóng hầm hập, nay đã tái nhợt đi như là người thiếu máu kinh niên. Đồng chí Chức kéo tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi một tách trà rồi mới chậm chậm kể: "Thế này anh à, từ khi đi làm ở đây, bản thân tôi và mấy cậu đồng nghiệp này đều chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Vì Liêu bị kết án tử hình cho nên là chúng tôi đưa anh ta vào trong buồng biệt giam. Thế nhưng mà chỉ sau vài ngày, những người bạn tù ở những phòng giam gần đó đều phải run rẩy, kéo nhau đề nghị giám thị và quản giáo đưa phạm nhân sang một khu vực khác. Bởi lẽ đêm đêm họ luôn nghe thấy từ phòng giam của Liêu phát ra những tiếng thì thầm to nhỏ, rồi cả tiếng cười khanh khách thê thé như là xé vải. Kinh hoàng nhất là mỗi đêm khi mà đi qua buồng giam thì những người bạn tù hiếu kỳ nhìn vào cũng thấy hắn trừng mắt nhìn lại họ. Đôi mắt đó lạnh buốt gai người, sắc lẹm như là hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Mỗi lần thấy người đi qua, Liêu lại cười lên khanh khách. Sự việc này đến tai của giám thị, họ yêu cầu các quản giáo chứng minh. Thì những người lính canh đêm cũng xác nhận vụ việc, nghĩ rằng tâm lý của tù nhân bất ổn vì lĩnh án tử hình, cho nên tôi và một vài đồng nghiệp mới thay phiên nhau đến để hỏi han, những mong cho tâm lý của Liêu được nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng mà cậu biết gì không? Khi được hỏi vì sao đêm không ngủ mà lại nói chuyện cười đùa. Nói đến đó, anh Chức dừng lại để như tìm lời thích hợp, nhưng có vẻ như anh hiểu mình cần nói ra sự thật, cho nên anh khẽ thở dài và kể tiếp. Sau khi mà nghe chúng tôi hỏi, hắn trả lời: "Em không nói chuyện cười đùa đâu cán bộ. Ma cười chứ không phải là em." Hắn vừa dứt lời thì tiếng cười lanh lảnh làm chúng tôi rùng hết cả mình. Mấy con mắt đều nhìn nhau sợ hãi. Quyết định rằng Liêu có vấn đề vì rối loạn tâm thần nghiêm trọng, mà tôi viết đơn đề nghị cho hắn đi điều trị. Các bác sĩ ban đầu nghĩ rằng có thể trong hộp sọ của Liêu đang hình thành một khối u, hoặc là Liêu mắc chứng tâm thần phân liệt. Thế nhưng mà sau khi tiến hành các xét nghiệm, kiểm tra thì người ta không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần phải đưa cậu ta đến một khu vực riêng, tránh làm ảnh hưởng đến các phạm nhân khác ở trong trại. Một cán bộ khác khi mà thấy Chức ngừng lời thì đột ngột giơ tay nói xen. Giọng của anh ta run rẩy như vừa nhớ lại những điều kinh sợ lắm. Ánh mắt đưa đầy khắp căn phòng,
Cuối cùng thì nhìn thẳng vào tôi rồi khàn khàn cất tiếng. Tôi, chính tôi đây, là người trực tiếp giám sát buồng giam đặc biệt của Liêu Chức Ai. Gây sợ lắm cậu. Hết đi đi lại lại trong phòng rồi cười nói một mình như thể là có người ở trong đó vậy. Tiếng xích sắt nửa đêm quét trên sàn nhà nhiều khi tạo ra những âm thanh kinh dị lắm. Có một đêm khi mà tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì một chàng cười từ trong phòng giam của Liêu phát ra. Khi ấy đang ngái ngủ cho nên là tôi bực mình, bật dậy lấy dùi cui định gõ mạnh đi song sắt. Thế nhưng mà cây gậy còn chưa động xuống, thì từ trong căn phòng tối như hũ nút, Liêu định nhào ra. Hai tay siết chặt lấy chấn xong rồi cười lên ma quái. Tôi sợ hãi quá bật lùi lại phía sau, đôi mắt thất thần nhìn thẳng vào tên phạm nhân cuồng dại. Cậu biết là khi đó hắn nói gì không? Hắn bảo rằng ma sẽ cứu sống hắn để viết tiếp những trang sách đẫm máu. Thế rồi hắn hết cười rồi lại khóc, luôn miệng nói rằng ma quỷ đang bủa vây ở xung quanh. Khi ấy tôi mới sợ hãi quá, chạy vội lên gian phòng giám thị, rồi xin các bác sĩ xuống để buộc hắn uống thuốc an thần. Càng nghe mọi người nói tôi lại càng dùng mình sợ hãi. Điều gì đã xảy ra với Liêu để khiến cho một tác giả tầm thường trở nên cực kỳ nổi tiếng vì cái khả năng kể chuyện lẫn phương thức giết người. Lào đào rời khỏi văn phòng sau khi chào từ biệt những chiến sĩ, cán bộ trong trại giam Yên Tráng. Tôi trở về nhà đầu óc quay cuồng trong ý nghĩ ám ảnh về sự biến đổi của một con người. Để tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra sự biến đổi nhanh chóng trong tâm trí của Liêu, tôi tìm đến cơ quan điều tra, nơi đã khám phá ra những bí mật kinh thiên động địa về gã tác giả chuyện ma giết người để khơi nguồn cảm hứng. Tiếp chuyện tôi là một người lính hình sự trẻ tuổi. Nghe tôi thuật lại các chi tiết về sự biến đổi thất thường trong tâm lý của tên đồ tể, anh chỉ ngậm ngùi chậm chậm rồi đứng dậy đưa tôi một tập hồ sơ dày cộm. Bên trong là một đống giấy tờ của bệnh viện và các ghi chép của bác sĩ. Không để tôi đọc hết, anh thở dài thuật lại những gì Liêu đã kể cho cơ quan chức năng khi bị bắt. Ban đầu gia đình của hắn có 4 người, nhưng mà cách đây 5 năm, anh trai của Liêu cưới vợ, rồi sinh ra một đứa cháu kháu khỉnh, cho nên tổng cộng cả nhà là 6. Từ lúc gia đình bố mẹ biết hắn là một tác giả nghiệp dư, lại chuyên viết chuyện kinh dị, họ cứ lảng đi cố tình tránh mặt gã. Đứa cháu có lần thấy chú đi chợ về định nhào lại chơi, thì cũng bị bố nó kéo giật lại, bế thốc vào trong nhà. Hai tay của Liêu đang cầm túi mận mua làm quà, nhìn cảnh tượng đó thì ngỡ ngàng ngạc nhiên, không hiểu mình làm gì để cho anh trai giận. Nhưng vì công việc sáng tác bộn bề cho đến gã quên bẵng đi, không thèm để ý đến nữa. Một vài ngày sau thì lúc bố mẹ đứa nhỏ không có ở nhà, gửi con cho bà nội chăm, thằng cu mới lân la lại bên bàn viết, lấy một que nhỏ đánh vun vút vào lưng của Liêu, vừa quất thằng bé vừa khanh khách cười. Đánh này, con ma con quỷ nhập vào chú tao. Bất ngờ vì hành động của thằng bé, Liêu bật sang một bên, cái ghế nhựa đã cũ không chịu được lực mạnh bất thường, oằn xuống rồi gãy. Những mảnh nhựa bị phong hóa vỡ vụn, găm sâu vào chân của hắn. Bực mình vì trò đùa dại của đứa cháu, Liêu liền quát. Thằng này hay nhỉ, sao lại tự nhiên lấy roi đánh chú? Bà mẹ của hắn thấy tiếng động lạ mới từ dưới bếp chạy lên. Bà kéo thằng nhỏ lại rồi giật lấy cây roi ném đi ra ngoài. Tay phải của bà phát đen đét vào mông của thằng bé. Thằng cu bị đánh khóc ré cả lên. Rồi chắc là đau quá nó với một miệng mếu máo nói. Bố bảo chú viết chuyện ma cho nên là bị ma quỷ nhập vào rồi. Không được để chú chạm vào người. Phải đánh đuổi chú đi. Con nghe lời của bố sao bà lại đánh con? Người đàn bà đã gần 60 nghe cháu nói xong thì cũng dừng tay. Cúi đầu ngượng nghịu. Bởi bà biết ý định của người con cả. Chưa có dịp nào để mà lựa ra lời nói. Liêu ngồi bệt xuống dưới đất, máu từ những mảnh nhựa cắm vào chân vẫn còn chan hòa chảy xuống. Nhưng hắn không còn để ý nữa. Hắn vẫn còn ngỡ ngàng chưa hết ngạc nhiên vì lời nói của thằng cháu mình. Đi hỏi già vì nhà hỏi trẻ. Liêu biết cháu mình nói không dối. Hắn bần thần nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi mà anh chị mới lấy nhau rồi sinh con đẻ cái. Có một dạo hắn nhiệt tình giúp đỡ, không quản ngại sớm hôm mưa gió. Tiền bạc tuy sòng phẳng, nhưng mà anh em trong nhà nợ nhau có bao giờ trả hết. Lúc ấy tại sao mọi người không xa lánh dè bỉu hắn? Đến bây giờ khi mà hắn từng ngày ép não mình phải nghĩ ra những tình tiết, vắt lấy những giọt chất xám để viết lên những trang câu chuyện để hài lòng độc giả, thì chính trong căn nhà này, những người tưởng chừng là thân thiết máu mủ ruột già lại không có ủng hộ động viên, mà lại tỏ ra kinh ghét và xua đuổi. Liêu không nói gì với mẹ của hắn, hắn chỉ chậm chậm và gật đầu.
Đôi mắt hắn dõi xuống nền nhà xi măng, máu và đất hòa lại với nhau thành một màu xám đen thăm thẳm như chính tương lai và số phận. Vài ngày sau, người ta không còn thấy Liêu trong căn nhà đó. Một đêm mùa hè, sau khi chuyển đến căn nhà trọ tồi tàn với một tấm chiếu cói và vài ba thứ đồ lặt vặt, khi ấy trời đã về khuya nhưng nóng như đổ lửa. Trong căn nhà trọ cấp 4 ọp ẹp và cũ kỹ, nhiệt độ từ những lớp mái bro xi măng cả ngày phơi dưới nắng đang tỏa xuống căn phòng. Liêu ngồi trầm tư trước bàn viết, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tấm lưng gầy guộc, dính nhơm nhớp vào lớp mút rẻ tiền bọc ở lưng ghế. Nền nhà trắng xi măng hấp thụ cái nóng từ thời tiết, bây giờ đang phả ra, nương theo gió quạt thức vào người của gã. Ngòi bút đang vạch lên giấy soàn soạt, từng con chữ được gieo ra để Liêu giật lấy từng chỉnh tiết. Hắn đang lựa ý để viết nốt cho xong câu chuyện kinh dị theo đơn đặt hàng của bên sản xuất. Sau khi đã loại đi những tờ bản thảo bị xé rách, vo tròn lăn lông lốc trên sàn đất, Liêu đã quên đi những tủi hờn ngày mình bị dứt áo ra đi, rời khỏi căn nhà có những con người bạc bẽo. Giờ đây hắn chỉ tập trung vào ngòi bút và những trang viết của mình. Mạch văn đang tuôn ra ảo ạt như nước đổ thì ngưng lại bởi một tiếng đập ngay sắt ở bên tai. Liêu giật mình, hắn ngoái cổ nhìn lại thì không thấy gì cả. Hắn hơi sững người, tự nhủ có lẽ thần hồn đắt thần tính. Đã toan trở lại tư thế cũ để hoàn thành thêm một trang bản thảo, thì ở đâu đó từ xa có một luồng gió lạnh buốt thổi ào ào tới. Trời đang giữ hạ mà trận gió ấy khiến cho Liêu rét run lên cầm cập. Hai hàm răng của gã đập vào nhau lách cách. Luống cuống lấy chiếc áo vắt ở đầu giường rồi mặc lên cho khỏi lạnh, Liêu dùng mình tự nhủ. Chẳng lẽ giữa mùa hè lại có gió mùa đông? Câu hỏi còn chưa hiện hết trong trí óc thì lẫn vào những âm thanh vi vút của cơn gió kỳ quái, bỗng văng vẳng xuất hiện cả một tiếng cười dài, thê thé như là xé vải. Tất cả những âm tiết đó hòa trộn vào với nhau, kinh dị như chính nội dung mà Liêu đang viết. Đặt chiếc điện thoại chặt lên những trang bản thảo cho chúng không bay, Liêu co giò với tay khép cửa. Những cánh tay của gã chỉ kịp chạm vào cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại ngay, và bóng đèn dây tóc ngay trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên thất lịm. Cả không gian chìm vào trong màn đêm sâu thăm thẳm. Luống cuống ngồi bật dậy, Liêu sờ lần lên khung cửa, không biết để cậy nó ra hay là cài then đóng lại. Thế nhưng khi mà khuôn mặt của gã đang áp sát vào tấm gỗ, thì ngọn gió từ bên ngoài rít lên như giận dữ. Chuỗi cười kia biến mất để thay bằng một loạt tiếng kêu thét, khóc than nỉ non nhưng mà rùng rợn. Ấy vậy mà ngay giữa khoảnh khắc kinh hoàng tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ đó, cả một không gian ngưng bặt, không còn bất cứ một tiếng động nào phát ra. Liêu vẫn chưa hết bàng hoàng, bần thần đảo mắt liếc nhìn đi tứ phía. Hắn tưởng tượng có lẽ ngay lúc này đây, khi vẫn còn đang đứng sờ sờ ở bên cánh cửa, thì xung quanh gã đang có bao nhiêu âm hồn hiện lên và vây kín. Liêu cảm thấy được cái lạnh của âm ti, những tiếng gọi ai oán của hồn ma nơi địa phủ. Chúng trở về đây để lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ dõi theo từng trang viết của Liêu về chính những hồn ma chưa siêu thoát. Hắn luống cuống kinh hãi lùi người lại, bước đi vô tình đá trúng bàn chân đau điếng, làm cho chiếc điện thoại chặn lên những tờ bản thảo rơi bịch xuống đất. Trong căn phòng tối đen như là hũ nút, Liêu run bắn người lên lầy bầy quỳ mọp xuống đất. Hai tay thi nhau lần sờ khắp nơi, mong sẽ tìm ra chiếc điện thoại vừa rơi từ trên bàn xuống. Bàn tay đang mò mẫm thứ bể bỗng dưng khựng lại. Liêu vừa chạm phải một vật gì đó với hình dáng rất quen thuộc, lại mềm mềm và lạnh lạnh. Qua tay lại phía ấy, Liêu run rẩy sờ nắn để chắc chắn là mình đoán đúng. Như một phản xạ cực mạnh khi mà người ta đụng phải một dây điện hở, gã tác giả giật bắn mình bật ngửa ra đằng sau. Lưng chưa chạm xuống sàn thì gáy đất đập mạnh vào bức tường. Liêu ngất liệm đi không còn biết gì nữa. Khi hắn tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, bừa bộn xung quanh là giấy tờ bản thảo nằm la liệt trên nền đất. Thế nhưng mà cái điện thoại đêm qua rõ ràng từ trên cao rơi xuống nay lại nằm ngay ngắn trên mặt bàn như chưa từng di chuyển. Vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, Liêu quay ngoắt nhìn bốn phía xung quanh. Những sự việc xảy ra đêm qua không thể là ảo giác. Điện mất đến nay chưa có, cánh cửa thì vẫn khép chặt vào bàn tay. Cái bàn tay mà trước khi ngất đi Liêu đã sợ thấy thì lại chẳng còn trên mặt đất. Hắn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nhưng nỗi kinh hoàng thì chắc chắn là sự thật. Liêu bần thần nhặt những tờ bản thảo xếp lại cho ngay ngắn rồi định đặt lên giá sách.
Hắn vẫn còn nhớ trong đêm khi mà đang mải miết viết về một bóng ma xuất hiện trong nhà trọ, thì quả thật rằng ngay lúc đó có một cơn gió lạnh toát ùa vào. Y như những gì mà Liêu viết, cảm giác gai người rùng rợn tưởng đã biến mất nay lại ùa về chế ngự tâm hồn và bao trùm căn phòng trọ tồi tàn, tranh tối tranh sáng. Chả lẽ đã có một thế lực bất minh nào đến đây để bổ vây lấy hắn? Chưa tìm được lời giải cho những sự việc vừa diễn ra, nhưng bỗng trong góc tối của căn phòng, một hình dạng lờ mờ đã hiện ra. Nó chậm rãi tiến lại phía Liêu. Trong khi hắn kinh hãi lùi dần lại, lưng chạm đến cánh cửa, hoảng loạn tột độ. Liêu không rõ vì sao, nhưng rủi ro cứ lần lượt kéo đến tìm hắn. Hết bị gia đình ruồng bỏ, nay lại xuất hiện trong căn phòng nhỏ với một bóng ma đầy gây sợ. Không giống như những tác phẩm của mình, bóng ma đó không mặc đồ trắng toát hay là xõa tóc dài kín mặt. Mũi miệng của nó chẳng có điểm gì khác biệt. Thế nhưng từ cách ăn mặc cho đến kiểu lướt đi trên mặt đất, Liêu hiểu rằng đó không phải là người. Trên cơ thể của nó một bộ quần áo giấy tô vẽ chẳng chịt, rán xanh rán đỏ đủ màu. Chân của nó đang đi một đôi hài giấy đen xì. Tất cả những đồ trang sức bóng ma ấy mang theo đều làm từ giấy, giống như những thứ đồ vàng mã người ta hay đốt đi mỗi độ tuần trăng rằm hay là mùng một. Khuôn mặt của nó không máu me đầm đìa như Liêu mô tả, nhưng tái nhợt trắng xanh như người sống lâu trong bóng tối. Đôi mắt cũng không trợn trừng gây sợ mà phân rõ lòng trắng lòng đen, đang chăm chăm nhìn vào Liêu. Cái miệng khẽ nhếch lên là một nụ cười khanh khách. Thà nghe ma khóc chứ đừng nghe quỷ cười. Câu châm ngôn tưởng chừng chỉ là một quan niệm dân gian, dị đoan mê tín, thế nay bỗng trở thành một sự thật. Hình bóng đang ẩn hiện trước mắt của hắn lại bật ra những tràng cười để gây sợ. Đó là hiện thân của một thứ tà lực kinh người, một hồn ma đã hóa thành quỷ dữ. Nhưng lý do gì mà nó lại có mặt tại nơi này thì Liêu vĩnh viễn không thể nào cắt nghĩa. Cái bóng đó cứ từ từ chậm chậm lướt đến bên Liêu, rồi khi mà hai khuôn mặt đã sát vào nhau, từ trong bờ môi của con quỷ khét thì thầm vài lời to nhỏ mà chỉ có Liêu mới có thể nghe rõ. Con quỷ vừa dứt câu thì đã tan biến vào trong bóng tối. Thế nhưng mà từ khóe miệng, Liêu chợt nhếch lên một nét cười. Ánh mắt của gã từ sợ sệt kinh hoàng rồi bỗng chuyển sang một vẻ mù mờ và chết chóc. Một quyết định đã được gã đưa ra ngay trong cái đêm gây sợ đó. Hắn chấp nhận bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Kể từ đó người ta thấy gã đều đặn hai ngày lại ra một câu chuyện mới. Nội lục sáng tác dồi dào như là thác lũ, cuồn cuộn chảy và cuốn phăng đi tất cả các tác giả khác. Liêu vẫn sống trong căn nhà trọ tồi tàn, chứ không rời đi nơi ở mới dù tiền bạc và sự nổi tiếng đã kè kè ở bên gã. Hắn cũng không thể ngồi viết ở bất cứ văn phòng hay tòa soạn nào. Liêu luôn giấu mình trong bốn bức tường cũ kỹ của căn nhà trọ tiêu điều, nơi gã ngày đêm đang miệt mài sáng tác. Kết thúc dòng ký ức về những lời kể của Liêu tại cơ quan công an, anh cán bộ điều tra nhìn tôi rồi buồn rầu nói: "Chúng tôi đã tìm hiểu ngọn ngành về gia cảnh, hoàn cảnh và động cơ của Liêu. Thật ra thì nếu chúng tôi không phát hiện kịp, sẽ còn có một thảm án nữa sẽ xảy đến. Một thảm án mà hắn đã viết xong trong cuốn sách, còn chưa kịp đem in của mình. Nạn nhân không ai khác, đó chính là cả gia đình của gã." Kinh ngạc nhìn người cảnh sát, tôi há hốc mồm ú ớ không nói nên lời. Người cán bộ điều tra hiểu rõ cảm giác của tôi. Anh lại lấy trong tủ ra một tập giấy A4 được viết tay. Nét chữ chính là của Tống Văn Liêu. Đây là những trang bản thảo của hắn, những trang bản thảo mà hắn còn chưa kịp gửi cho nhà in. Đặc công chính là một kế hoạch giết người man dợ mà Liêu ấp ủ bấy lâu. Hắn muốn quay trở lại căn nhà xưa, giết chết tất cả những người rồi tự sát. Cậu đọc hết đi sẽ rõ. Liêu đã ghi chép rất tỉ mỉ về thời gian, địa điểm và đối tượng, cũng như cách thức hắn sẽ ra tay. May mắn là chúng tôi đã phát hiện kịp thời, nếu không thì chắc chắn sẽ có những năm mạng người nữa sẽ phải chết. Nói dứt câu, anh công an chỉ sang tập hồ sơ lúc đầu. Còn đống giấy tờ này của bệnh viện, cậu biết vì sao Liêu lại thay đổi tâm tính đến vậy không? Gã tác giả người quen của cậu có thể vì chán đời, vì gia đình ruồng bỏ xa lánh, đã tìm đến ma túy để trốn tránh sự thật. Điều đáng buồn rằng mái ấm vốn là nơi con người ta nương náu lại trở thành nơi tử địa, để một thanh niên trẻ tuổi vào một con đường sai trái. Chính thời gian phải sống trong căn nhà nơi mà Liêu bị mẹ cha, anh chị em của mình dè bỉu, xa lánh đã làm thay đổi tâm trí của hắn. Rồi cùng với ma túy, nhân cách hắn đã trở nên biến dạng dị thường, càng ngày càng méo mó và bệnh hoạn. Liêu không nhận ra đâu là sự thật, đâu là ảo.
để lấy cảm hứng cho chính những cuốn sách của mình. Hắn đã sử dụng ma túy. Chỉ có một điều lạ lùng là không rõ vì sao hắn lại có đủ tỉnh táo để gây ra những vụ án kinh hoàng đến như vậy, với thủ đoạn rất là tinh vi và cách xuống tay cực kỳ tàn bạo. Xem như Liều vững vàng hơn, mạnh mẽ đối mặt với những ngang trái của cuộc sống, có lẽ hắn vẫn là một tác giả nổi tiếng. Xem như gia đình ấy có cái nhìn khác đi, tích cực hơn và tin cậy hơn về công việc của Liêu, đừng xa lánh hắt hồi, thì hắn đã không lầm đường lạc lối. Tôi và người cán bộ điều tra lặng lẽ chào từ giã nhau sau buổi làm việc hôm ấy, mà trong lòng nặng trĩu, nghĩ về những ngang trái và cả những điều tai ngược đã khiến cho người thân máu mủ ruột rà đẩy nhau vào con đường chết. Ông già quản trang cúi đầu buồn bã, gia đình của ông cũng đã ruồng bỏ ông như vậy. Và rồi ông đứng lên, cái dáng lầm lũi, cầm cõi bước thấp bước cao về phía sau nhà. Tôi và Phương cũng lặng lẽ chuẩn bị thu dọn, định một tay phụ giúp ông già vệ sinh bát chén. Phương cũng rút từ trong túi vải nâu ra một ít đồ cúng, toàn nhờ ông Phúc ngày mai sẽ mang đi thắp hương cho những vong linh tử tù tại nơi này, coi như là một món quà mà hai khách phương xa đi gửi biếu. Thế nhưng mà bát đũa tôi đã rửa xong ở ngoài sân trước, hoa quả bánh kẹo Phương cũng đã bày sẵn lên mâm, mà mãi không thấy ông cụ quay lại. Trong lòng bỗng nóng gian như lửa đốt, tôi kéo Phương đứng dậy, cả hai tiến về phía sau để tìm ông lão. Giữa bản ngàn tùm cây cối, màn sương mù đã len lỏi bao kín cả không gian. Hai chúng tôi soi đèn quanh quất, không hiểu ông già làm gì mà lại mò ra ngoài này. Ánh đèn vừa chiếu một hồi, chúng tôi đã giật mình kinh sợ. Giữa những bụi cỏ tùm che giữa những lùm tóc tiên xanh tốt, một ngôi mả mới vừa mới được đắp đất hiện lên. Trên bìa ghi rõ cái tên Bùi Văn Phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.